Hi, hello everyone and welcome to our channel. I'm Hiếu Ngô from You Speak English. Video ngày hôm nay mình sẽ tập trung và chia sẻ với mấy bạn một khái niệm mới, đó là về slang word. Slang, tiếng lóng. Ok, và nếu các bạn là những người đầu tiên bước vào kênh YouTube của bọn mình thì hãy subscribe kênh của bọn mình, nhấn vào nút chuông và ủng hộ kênh của bọn mình để càng ngày kênh của mình càng phát triển hơn. Bọn mình cũng có động lực hơn để livestream mỗi ngày. Và chắc chắn rồi là nếu các bạn subscribe kênh của bọn mình thì các bạn sẽ được nhận livestream mỗi ngày luôn. Mỗi lần có livestream nó sẽ thông báo về cho tài khoản của các bạn để các bạn có thể vào xem và học cùng với bọn mình. Kênh YouTube của You Speak English là một cái tài liệu khổng lồ, có rất là nhiều bài giảng của mình về giao tiếp, về phương pháp học, phương pháp luyện nghe, phương pháp luyện nói, phương pháp luyện phát âm, rất nhiều chủ đề luôn mà các bạn có thể học được nhé. Và nếu các bạn chưa có điều kiện để học ở một trung tâm nào đó thì chỉ cần cày cái kênh YouTube của bọn mình thôi là cũng đã học được rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học ngày hôm nay về slang, từ lóng. Tiếng lóng là những cái cụm từ, những từ hoặc là những cái cách diễn đạt expression không hề trang trọng ở trong văn nói. Và thường nó được sử dụng ở trong giao tiếp đối với một nhóm người nào đó rất là thân thiết với nhau. Ok, họ thường đã quen nhau rồi, biết nhau rồi nên họ sử dụng slang word rất là nhiều. Vậy thì các bạn có thể thấy theo đúng cái tính chất của slang word như vậy thì đừng sử dụng nó trong văn viết. Tức là đừng sử dụng nó trong các cái văn bản trang trọng giống như là báo cáo, luận văn hay là báo chí nhé. Ok, và khi dùng tiếng lóng tùy tiện thì nó cũng giống như một con dao hai lưỡi vậy đó các bạn. Các bạn cần phải hiểu thật sự là nghĩa của nó là gì để có thể sử dụng đúng ngữ cảnh. Nếu không nó sẽ dẫn tới cái tình trạng đó là dễ xúc phạm người nghe hoặc là người nói. Ok, và một số cái từ tiếng lóng nó sẽ không mang đúng cái tính chất nghĩa đen của nó. Vì vậy nên hãy tra từ điển cẩn thận trước khi mà sử dụng để tránh gây ra cái hiểu nhầm đáng tiếc các bạn nhớ nha. Từ lóng đó là cái con dao hai lưỡi nên phải sử dụng nó rất cẩn thận. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 15 cái cụm từ lóng cũng như là các cái tiếng lóng mà sử dụng ở trong người bản đối với người bản xứ họ sử dụng rất là nhiều trong văn nói của họ. Và trong phim các bạn sẽ thấy rất nhiều, nhưng nhiều khi các bạn dịch thì các bạn không biết nó là cái gì cả. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách sử dụng những cái cụm đó, ý nghĩa của nó là gì và tập nó, ok, cùng nhau để các bạn có thể sử dụng được nó ở trong các cái conversation, các cái cuộc hội thoại hàng ngày. Hoặc các bạn nghe phim, các bạn nghe người bản xứ nói, các bạn cũng có thể hiểu được nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nào. Cụm số 1, đưa tôi 20 đô. Give me 20 bucks. Thay vì nói là dollars thì rất nhiều người Mỹ người ta sẽ dùng là bucks. Các bạn phát âm nè, bucks. Give me 20 bucks. Và người Mỹ người ta thường phát âm cái con số 20 thành là 20. Give me 20 bucks. Give me 20 bucks. Ok, cụm số 2, chạy đi, cảnh sát tới rồi. Run, run. Here comes the cops. Cops, thay vì dùng từ là police, người ta sẽ dùng từ là cops. Thì đây cũng là một tiếng lóng nha. Run, here comes the cops. Số 3, ace the test. Ace the test. Man, I aced the test. Aced ở đây chuyển về ED, quá khứ. Trời ơi, tôi đậu rồi nè, đậu bài thi rồi nè. Pass cái bài test rồi nè. Thay vì mấy bạn dùng là từ pass thì mấy bạn có thể dùng là aced. Nhưng nhớ, đây là tiếng lóng nên sử dụng thân mật với nhau thì mới dùng aced. Man, I aced the test. Và có thể nói với phụ nữ với nhau thì vẫn có thể dùng được từ man. Tức là cái từ man là một cái từ để giúp tránh nói mà nó cọc lốc á, thì nó có một cái chủ vị ở đây thì là man I aced the test để thể hiện cái cảm xúc của các bạn thôi ha. Ví dụ man I aced the test là bạn xuất sắc, bạn hoàn thành một cái kỳ thi nào đó, một cái competition, một cái test nào đó hoặc là một cái interview nào đó thì các bạn có thể dùng là I aced the test or I aced the interview. Cụm tiếp theo đó là flunk. 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 Khi các bạn bị điểm xấu, when you have the bad score, điểm dưới trung bình, lower intermediate, thì tôi e là tôi bị rớt môn tiếng Anh mất rồi, học kỳ này quá. Vậy thì khi mấy bạn nói mấy bạn bị rớt cái gì đó hoặc là mấy bạn điểm rất là kém cho cái môn nào đó thì mấy bạn sẽ dùng từ flunk. I am afraid I would flunk English this semester. I'm afraid I would flunk English this semester. Semester, ok? Tôi là tôi bị rớt môn tiếng Anh trong học kỳ này rồi. I am afraid I would flunk English this semester. Ok? Rồi, câu số 5. Are you hitting on me? Are you hitting on me? Hitting or hitting? Anh đang tán tỉnh tôi đấy à? Are you hitting on me? Are you hitting on me? Anh đang có ý tán tỉnh tôi đấy à? Ok? Rồi, số 6. Hit the sack.
hit the sack. Mình muốn nói ai đó đi ngủ đi, thay vì nói là go to bed thì mình có thể dùng là hit the sack. Hit the sack. Số 7, face the music. Face the music. Face là đối mặt, music là âm nhạc, đối mặt với âm nhạc. No, không phải là đối mặt với âm nhạc mà là hãy đối diện với thực tại đi. Đừng có nằm mơ nữa, đối diện với thực tại dùm cái đi. Face the music. Face the music. Face the music. Số 8, cho tôi mượn chiếc xe hơi được không? Can I borrow your wheels? Can I borrow your wheels? Wheels. Wheels. Ok, cái bánh xe đúng không? Can I borrow your wheels? Can I borrow your wheels? Thay vì là can I borrow your car? No. Ở đây dùng tiếng lóng thì sẽ là can I borrow your wheels? Cách số 9, bạn làm tốt lắm. You nailed it. Nail là cái móng tay đúng không? You nailed, thêm đi phía sau. You nailed it. You nailed it là bạn làm tốt lắm. You did a good job. Thì bây giờ mình dùng là you nailed it. You nail it. Đừng có xạo. Tới số 10 nè, đừng có xạo. Mình nói sao đây? Come off it. Come off it. Come off it. O-F-F phát âm là off nha. Come off it. Số 11 nè, bất ngờ, cái gì đó bất ngờ, bất thình lình thì là out of the blue. Out of the blue. Out of the blue. Bất ngờ, bất thình lình xảy ra. Bất thình lình, out of the blue. 12 nè, don't be angry, you need to chill out, man. Ok, chill out. Chill đó, mình muốn chill quá đi. Thì là chill out có nghĩa là bình tĩnh lại. Calm down, thay vì dùng calm down, được chưa? Don't be angry, đừng có nóng giận. You need to chill out, bạn cần phải bình tĩnh lại đi. You need to chill out, man. Don't be angry, you need to chill out, man. Ok, rồi chúng ta đến với cụm số 13. Did you hear that Benny got busted speeding? Rồi, got busted là ai đó mà bị bắt quả tang hoặc là bị bắt giữ. Bạn có nghe là Benny đã bị bắt vì tăng tốc độ, tức là bị cảnh sát bắt vì quá tốc độ hay không? Ok, thì là chúng ta sẽ dùng cụm này nè. Did you hear that Benny got busted speeding? Did you hear that Benny got busted, busted speeding? Ok, bạn có nghe là Benny đã bị cảnh sát bắt do cái tội mà tăng tốc quá tốc độ không? Ok, rồi chúng ta sẽ đến với cụm 14. I heard that Peter dumped Mira last night. What a surprise. Tao nghe là Peter nó chia tay con Mia vào tối ngày hôm qua mất rồi. Ngạc nhiên thật đấy. Vậy thì cái cụm ở đây, đó là cái slang ở đây đó là từ dump. Dump có nghĩa là đá ai đó. Trong tiếng Việt mình là con đó nó đá thằng đó rồi, hoặc là thằng đó nó đá con đó rồi. Trong mối quan hệ tình cảm chẳng hạn là ai yêu nhau chẳng hạn thì kêu là ai đó chia tay người kia, là ai đó đá người kia. Dump chính là slang word ở đây. I heard that Peter dumped Mira last night. What a surprise. Câu cảm thán what a surprise, ngạc nhiên thật đấy. Ok, cụm số 15. To have a blast. To have a blast là một trong những cái cụm từ tiếng lóng thường nghe trên các cái bản tin nè, trong sách báo nè, thì có nghĩa nó là một cái vụ nổ lớn đúng không? Blast là một vụ nổ lớn. Và nếu bạn sử dụng từ blast để nói chuyện với bạn bè thì nó sẽ mang nghĩa tích cực, như là một điều gì đó rất là tuyệt vời, hoặc là bạn đã có một cái trải nghiệm nào đó, hoặc là bạn đã trải qua những cái giây phút rất là vui vẻ, thời gian rất là vui vẻ, thì mấy bạn sẽ dùng cái cụm là to have a blast. Vậy ví dụ nè, có ai đó hỏi bạn là how was the Taylor Swift concert? Buổi trình diễn của Taylor Swift như thế nào? Thì bạn có thể trả lời như thế này: I had a blast. Ok, I had a blast có nghĩa là buổi trình diễn rất là tuyệt vời. Ta cảm thấy rất là enjoy, rất là vui. Ta có khoảng thời gian rất là vui vẻ. I had a blast. I had a blast. Nhớ nha, đó là 15 cụm mà các bạn có thể học được trong video này. Và hãy nhớ nó, hãy sử dụng nó. Nếu nói được thì càng hay. Và nhớ là hãy nói với những người mà chúng ta quen thôi nha. Ví dụ mấy bạn có một mối quan hệ với một người bản xứ nào đó trong một thời gian khá là lâu, thì các bạn có thể sử dụng các cụm này. Và họ cảm thấy rất là natural, rất là gần gũi khi sử dụng nó. Nhưng nói với người mới, hoặc là nói với giáo sư, nói với giáo viên của các bạn chẳng hạn, những người mới quen, thì chúng ta không nên dùng những từ này đâu nhé. Nhưng khi học các từ này, có thể các bạn không dùng được, nhưng khi các bạn nghe, các bạn sẽ nhận ra nó có ý nghĩa là gì trong nhiều trường hợp khác nhau của phim ảnh nè, của những cái real English conversation, những cái cuộc hội thoại thật ở bên ngoài. Nên chúc các bạn học tốt nha. Và nếu các bạn thích những video như thế này thì hãy comment cho mình biết. Nhớ nha, comment cho mình biết và subscribe kênh của bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.